Hôm nay mùng 4 tháng 11, Bộ Công an cho biết căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược Bộ Y tế ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, ông cường bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 360 bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện quyết định nêu trên đối với bị can trương quốc cường. Sáng mùng 4 tháng 11 cơ quan an ninh điều tra phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khám xét nơi làm việc của thứ trưởng trương quốc cường tại trụ sở bộ y tế. Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định có trách nhiệm liên đới trong vụ án Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Cường là cục trưởng cục quản lý dược. Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Minh Hùng đã có hành vi trực tiếp thỏa thuận với ông Võ Mạnh Cường để mua 838.000 hộp 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc xuất xứ trị giá hơn 54 tỷ đồng để nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ. Để xảy ra việc trên, nguyên nhân một phần là do sự thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế của một số lãnh đạo cán bộ tại Cục Quản lý Dược. VN Phạc đã sử dụng số đăng ký của hai loại thuốc được Cục Quản lý Dược cấp để nhập khẩu thuốc giả nguồn gốc xuất xứ vào Việt Nam tiêu thụ, gây thiệt hại về tài sản hơn 50 tỷ đồng. Trước đó, Viện Kiểm sát tối cao đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế trong việc không dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mát công ty Health 2000 Canada tại thời điểm năm 2014. Trong bản kết luận điều tra bổ sung được ban hành giữa tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế xác định với các thông tin tại thời điểm năm 2014 đối chiếu với quy định pháp luật về chuyên ngành dược để đánh giá có vi phạm hay không. Tuy nhiên đến nay Bộ Y tế chưa có văn bản trả lời. Ngoài ra có 55 trên 63 sở y tế cho biết không tiếp nhận thông tin gì về việc thuốc mang nhãn hiệu Health 2000 là giả. Kết quả lấy lời khai ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, thời điểm năm 2014 là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, trình bày đối với các thông tin, tài liệu Cục Quản lý Dược nhận được từ thời điểm 2014 chưa đủ cơ sở để dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mát Health 2000, chưa đủ cơ sở để nghi ngờ về nguồn gốc thuốc. Ông Cường cho rằng với cương vị là Cục trưởng, ông đã chỉ đạo đơn vị chức năng liên hệ đề nghị phía canada trả lời chính thức bằng văn bản để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật tuy nhiên phía canada không có văn bản trả lời nên ông cường đã chỉ đạo chuyển thông tin liên quan đề nghị cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an phối hợp xác minh theo quy chế phối hợp giữa bộ y tế và bộ công an ngoài ra trong khi chờ kết quả trả lời chính thức và kết quả xác minh cục quản lý dược đã có văn bản đề nghị hải quan tạm dừng nhập khẩu đối với loại thuốc trên Liên quan đến vụ án này, các thuộc cấp của ông Cường là Nguyễn Việt Hùng, cựu phó cục trưởng, Phạm Hồng Châu, cựu trưởng phòng đăng ký thuốc, Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cũng đã bị khởi tố điều tra. Thưa quý vị và các bạn, nạn nhân T sinh năm 2006 là nhân viên quán karaoke tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận có đơn tố cáo về việc bị nhóm người khống chế, bắt cóc đưa đến khách sạn hiếp dâm. Điều tra cho thấy người khống chế hiếp dâm T là Lê Anh Tuấn, 40 tuổi, ngụ ở Quảng Bình, là phó giám đốc một công ty khoáng sản vật liệu xây dựng tại Bình Thuận. Đối tượng này đã cùng đồng bọn bắt cóc T đưa đến khách sạn để thực hiện hành vi trên. Trao đổi với phóng viên, luật sư Đặng Hoài Vũ, trưởng phòng văn phòng luật Đặng Hoài Vũ và đồng sự cho rằng, hành vi khống chế T đưa lên ô tô trở về khách sạn của Tuấn và đồng bọn có thể cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật. Luật quy định, người nào bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật có tổ chức đối với người dưới 18 tuổi, người không có khả năng tự vệ sẽ bị phạt tù cao nhất lên đến 7 năm. Trong trường hợp chỉ có Tuấn là người trực tiếp thực hiện hành vi quan hệ tình dục ngoài ý muốn với T, nhưng xét về trách nhiệm hình sự, tất cả đối tượng tham gia vụ việc đều phạm vào tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nhưng xét về trách nhiệm hình sự, tất cả các đối tượng tham gia vụ việc đều phạm vào tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội có tổ chức, theo quy định tại điểm A, khoản 3, điều 142 Bộ Luật Hình Sự. Đối với hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi có tổ chức, khung hình phạt là từ 20 năm, trung thân hoặc tử hình. Vẫn theo luật sư Đặng Hoài Vũ, Tê hoàn toàn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín. Theo đó, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại. Ở đây, mức bồi thường bù đắp về tổn thất tinh thần do các bên tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến kiểm tra vào chiều tối qua mùng 3 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sau 10 năm xây dựng thì tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ đón khách đi tàu miễn phí từ ngày mùng 6 tháng 11 tới. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải bàn giao cho thành phố quản lý vận hành tàu Cát Linh Hà Đông từ thời gian trên. Tàu sẽ vận hành ngay sau lễ bàn giao, 15 ngày đầu miễn phí hoàn toàn cho tất cả hành khách. Ông Vũ Hồng Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV đường sắt Hà Nội, đơn vị trực tiếp vận hành cho hay, nhân viên nhà ga sẽ phát hành không đồng cho khách và thu lại vào cuối ngày để kiểm đếm số lượng. Khách hàng cũng được phát miễn phí sổ tay hướng dẫn đi tàu. Sau thời gian này, giá vé lượt dự kiến là 8.000 đồng với chặng ngắn và 15.000 đồng với toàn chuyến. Tuyến đường sắt dài 13 km. Tàu đi mất 23 phút nếu dừng tất cả 12 ga, thời gian dừng mỗi ga dự kiến 45 giây, nếu tàu chạy từ điểm đầu ga Cát Linh đến điểm cuối ga Yên Nghĩa và ngược lại không dừng, thời gian chỉ mất 13 phút và không gặp bất kỳ trở ngại nào do chạy ở đường riêng. Do đây là tổ hợp đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam, nên thành phố đã lập tổ công tác đặc biệt để xử lý những tình huống cấp bách và tổ chức diễn tập nhiều tình huống. Thành phố cũng đầu tư riêng một dự án nâng cấp hệ thống khớp nối giao thông với tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Phó Chủ tịch Hà Nội hy vọng tuyến đường sắt hoạt động sẽ giúp tăng tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng cùng với 9 tuyến đường sắt đô thị khác đang xây dựng, tạo ra mạng lưới giao thông quan trọng góp phần giảm ùn tắc nội đô. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 1 tháng 11 VFF đã có công văn gửi Câu lạc bộ Hà Nội về việc đề nghị bổ sung tập huấn thành viên đội tuyển bóng đá Việt Nam tập huấn đợt 4 năm 2021. Trong công văn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết căn cứ quyết định ngày mùng 8 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc tập huấn đội tuyển bóng đá nam quốc gia đợt 4 năm 2021 từ ngày mùng 9 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhằm đảm bảo tốt công tác chuyên môn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam trân trọng thông báo tới câu lạc bộ về việc triệu tập bổ sung vận động viên Đỗ Hùng Dũng lên làm nhiệm vụ tại đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đề nghị câu lạc bộ Hà Nội cho biết ý kiến của đội về việc triệu tập này. Ngày 31 tháng 11, trưởng bộ phận y tế của đội Hà Nội Kim Quang Dê đã chia sẻ với nhiệm vụ phòng tránh chấn thương cho vận động viên, tôi nhận thấy cơ xương khớp của Dũng còn yếu, cần tích lũy theo thời gian giáo án. Có thể thấy Dũng ổn, nhưng đó chỉ là cảm nhận. Là người làm chuyên môn, Tôi mong muốn những điều tốt nhất cho Dũng. Bóng đá chuyên nghiệp và y tế chuyên sâu là phòng tránh chấn thương, chứ không phải là chữa chấn thương. Tôi đề nghị giữ Hùng Dũng ở lại câu lạc bộ tối thiểu một tháng để tập luyện thêm và theo dõi thêm giáo án chữa trị hiện tại. Trong thời điểm này, cầu thủ có thể tham gia tập luyện cùng câu lạc bộ. Tuy nhiên, dựa theo nguyên tắc tăng dần, chúng tôi đề nghị câu lạc bộ và cầu thủ nên có một giai đoạn chuyển tiếp trong vòng 2 tuần để cầu thủ có thể làm quen với cường độ tập luyện của câu lạc bộ. Ngoài ra, cân nhắc một khoảng thời gian từ 3 đến 4 tuần trước khi cho cầu thủ thi đấu ở một trận đấu chính thức. Khi rời PVF, Hùng Dũng được cung cấp một chương trình luyện tập cá nhân sau phục hồi và được khuyên cáo cần tuân thủ nhằm giảm thiểu nguy cơ tái phát chấn thương. Được biết, lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã trao đổi với huấn luyện viên Bác Hang Sơ để thuyết phục ông không chịu tập Hùng Dũng ngay vào thời điểm này. Theo kế hoạch, ngày 4 tháng 11, Hùng Dũng sẽ có mặt ở tuyển Việt Nam, nhưng sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam rút lại đề nghị triệu tập, sự kiến vào ngày 5 tháng 11, tiền vệ người Hà Nội ở lại câu lạc bộ tiếp tục tập hồi phục. Phần cuối chương trình sẽ là một tin tức thể thao cập nhật. Sau trận đấu diễn ra vào dạng sáng nay mùng 4 tháng 11 theo giờ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã giành chọn 12 điểm sau 4 trận và trở thành câu lạc bộ tiếp theo giành vé sớm vào vòng knockout Champions League mùa này. Tại bảng B, Porto có 5 điểm xếp sau Liverpool, Atletico rơi xuống thứ 3 với 4 điểm, AC Milan xếp bét bảng khi chỉ có 1 điểm. Sau trận đấu diễn ra vào dạng sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã giành 12 điểm sau 4 trận và trở thành câu lạc bộ tiếp theo giành vé sớm vào vòng 1/8 của UEFA Champions League mùa giải năm nay. Tại bảng B, FC Porto có 5 điểm xếp sau Liverpool, Atletico Madrid rơi xuống vị trí thứ 3 với 4 điểm, AC Milan xếp bét bảng khi mới chỉ có 1 điểm. Bàn mở tỷ số của Liverpool vào lưới Atletico Madrid đến từ tình huống Chota đánh đầu sau quả tạt sớm của Alexander Arnold. Sau đó, Alexander Arnold tiếp tục kiến tạo cho Mane thực hiện cú đá nối để đánh bại Jan Oblak. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 36 khi Felipe nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trước đó trung vệ của Atletico Madrid chủ động truy cản tình huống Mane dốc bóng phản công từ phần sân của Liverpool. Felipe bị Mane vượt mặt, do đó chỉ còn cách thực hiện pha kê chân một cách rất thô thiển. Trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ mà không cần sử dụng đến công nghệ VAR. Các cầu thủ Atletico Madrid phản ứng quyết liệt cho rằng đây chỉ là pha phạm lỗi chống phản công, nhưng trọng tài đã giữ nguyên qua điểm. Atletico sụp đổ khi bị dẫn hai bàn và chơi thiếu người. Liên tiếp là các pha dứt điểm của Liverpool sau đó có tới 4 cơ hội 10-10 của đội chủ nhà diễn ra chỉ trong vòng 10 phút. Điều này đến từ việc Atletico chấp nhận mạo hiểm đẩy cao đội hình từ hiệp 2 để rồi dễ dàng bị khoan thủng bởi các pha phản công tốc độ từ Liverpool. Luis Suarez đã tung cú vô lê vào lưới Liverpool ở phút thứ 57 nhưng đã bị VAR từ chối. Sau đó, huấn luyện viên Simeone rút Suarez và Felix khỏi sân thay bằng tiền vệ Hector Herrera và hậu vệ Renan Lodi. Từ đây, Atletico Madrid buông xuôi, chuyển hướng ra cố hàng thủ để tránh thua thêm. Chiến thắng của Liverpool ở trận này đã không thể trọn vẹn khi Roberto Firmino vào sân từ hiệp 2 và bị thay ra bởi chấn thương. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.